Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Gia Nhật Cần Thơ bên em, và hôm nay thì shop sẽ tiếp tục lên những cái sản phẩm của shop ha. Và shop lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Và hôm nay thì shop sẽ đồng giá 200k đồng Việt đô. Những sản phẩm hôm nay là 200k ha. Đầu video. Và đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay vân trước. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 40, chiều cao 30 và bề dày là 6, để mình xách tay như thế này. Đó, vân trước, và sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn có một cái khóa kéo mềm. Thì bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ đựng bút đựng viết và một ngăn lót là sạch đẹp, và một và khóa kéo miệng ở đây, nó phải sạch đẹp, nhập thương hiệu Gold Hunter đó, còn mã code Gold Hunter. Và để mình xách tay, mình có thể đựng được khoảng một hai bộ đồ, một bộ thôi, một bộ đến hai bộ. Đến nhịp shop một mã là 5446 200, nay shop sale đậm sâu 5446 200. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo full da toàn bộ ha. Màu này là màu xám. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 36, chiều cao 30 và bề dày là 12. Để mình xách tay và đeo chéo sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp và một nút khích 500 ở đây, khích 500 chắc chắn. Bên trong có một khóa kéo miệng, dập một cái thương hiệu ở bên trong, sạch đẹp hết thôi. Có một cái khóa kéo miệng sạch đẹp để mình xách tay và để chéo, rất là ok. Lên dùm số một mã là 7712 200, 7712 200. Và một chiếc túi xách tay chất liệu là vải dù. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 33, chiều cao là 22 và bề dày là 11. Để mình xách tay rất là ok đây, chất là vải dù ha. Và thương hiệu dập nổi đây, sẽ có một cái nút để mình mở ra. Ở đây là da tổng hợp á, một ngăn, hai ngăn nhỏ, bên trong sẽ dập một cái thương hiệu Tinbell và một khóa cá miệng bên trong, một khóa cá miệng đây ha, là sạch đẹp hết. Đây hết 500 lại, chất là chất vải dù. Để mình xách tay như thế này. Lên dùm shop một mã là 7902 200, 7902 200. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai. Kích thước bề ngang 32, chiều cao 25 và bề dày là 10. Để mình xách tay và đeo vai, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, một ngăn lót bên trong là lót vải sạch đẹp, và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Một ngăn, hai ngăn nhỏ đây sạch đẹp, và một khóa kéo miệng, dập một cái thương hiệu ha, sạch đẹp hết. Chất là chất vải, bên trong là lót vải ha, kết hợp với da, cái da bên ngoài. 200k thôi. Lên dùm shop một mã là 7721 ha, 200, 7721 200. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo, sẽ có một cái miếng tách da đây, da rất là dày ha, phom dáng khá là đẹp. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 30, chiều cao 33, bề dày 13. Xách tay và đeo chéo rất là ok, và sẽ có một và khóa kéo miệng ở đây và một ngăn đây là sạch đẹp, và một phía sau có một cái khóa kéo miệng, bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây là bự nhất. Thì bên trong
Bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ, lót vải sạch đẹp và một hương hiệu dập nổi đây. Đây là miếng tách da và một khóa kéo miệng, lót vải sạch đẹp hết, da thật đồng bộ hết ha. Để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 8062 8062 200. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay chất vải dù hương hiệu dập nổi đây, để mình đựng đồ hoặc đựng laptop thì được nha. Kích thước của chiếc túi bề ngang 37, chiều cao 29 và bề dày 11, để mình xách tay. Và sẽ có một ngăn đây, bên trong lót vải sạch đẹp và một và khóa kéo miệng ở đây và một ngăn đây là sạch đẹp và một khóa kéo miệng, lót là lót, bên trong là sạch đẹp hết ha. Và sẽ có một ngăn ở đây là bự nhất, đây bên trong lót vải và một ngăn ở đây mình có thể đựng laptop ở đây ha, rất là ok. Lên dùm shop một mã là 7912 7912 200. Và một chiếc túi xách tay và đeo vai thương hiệu thì dập nổi đây. Này là chất canvas kết hợp với da, những cái đường màu nâu nâu là da ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 39, chiều cao là 29 và bề dày là 10. Để mình đeo vai rất là ok, xách tay và đeo vai. Và sẽ có một ngăn ở đây và một khóa kéo miệng. Thì bên trong nó sẽ có ba bóp ngay chỗ này ha. Và ba bóp ở chỗ này. Bên trong là lót tổng hợp á. Giá tổng hợp lên nhịp shop một mã là thương hiệu dập nổi đây 8191200 8191200. Và một chiếc túi xách tay dập vân 6 ha. Bề ngang 40, chiều cao 31 và bề dày là 14, để mình xách tay và mình đeo file. Và sẽ có một nút khích 500 ở đây, thì bên trong là sạch đẹp hết ha. Này, để mình hít 500 và mình đeo file, rất là ok. Lên dùm shop một mã là 7925200, 7925200. Và một chiếc túi xách tay và đeo vai chất da tổng hợp. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 29, chiều cao 23 và bề dày là 13, để mình xách tay như thế này. Và sẽ có hai ngăn, một ngăn đây và một ngăn, và phía trước sẽ có một ngăn đây và một ngăn, và một khóa kéo miệng. Thì bên trong hai ngăn nhỏ, lót vải sạch đẹp và hai ngăn đây sạch đẹp, dập một cái thương hiệu Again ở đây sạch đẹp hết nè, để mình xách tay và đeo vai rất là ok. Và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Lên dùm shop một mã 7726 ha, 7726 200. Và một chiếc túi đeo chéo chất vải dù hương hiệu Chelastopna. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 26, chiều cao 20 và bề dày, bề dày là 9, để mình đeo chéo rất là ok ha. Đây nó sẽ có ba bóp một chỗ này, thương hiệu Chelastopna, và một khóa kéo miệng, một ngăn và
một ngăn ở đây, có một khóa kéo miệng và một ngăn đây, lót bên trong lót phải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ và một khóa kéo miệng thương hiệu Celeste Sudan của Pháp, sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 8708200, 8708200. Và một chiếc túi đeo chéo chất liệu vải dù, kích thước của chiếc túi bề ngang là 26, chiều cao 18 và bề dày là 5, để mình đeo vai rất là ok. Và sẽ có một ngăn đây và một ngăn và một và ngăn ở đây, lót bên trong là sạch đẹp và một cái nút để mình gài lại như thế này chắc chắn, và một ngăn đây là sạch đẹp phát, bên trong lót sạch đẹp dập thương hiệu đây. Lên dùm shop một mã là 8615 ha, hôm nay shop giảm còn 150, 8615 150. Và một chiếc túi đeo chéo da tổng hợp, kích thước của chiếc túi bề ngang là 23, chiều cao 23 và bề dày là 10, để mình đeo vai. Và sẽ có một ngăn ở đây hết 500 và một khóa kéo miệng, lót bên trong lót phải sạch đẹp và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây và một ngăn đây, có một cái khóa kéo miệng da tổng hợp ha. Lên dùm shop một mã 7918200, 7918200. Và một chiếc túi đeo chéo chất da tổng hợp có thương hiệu Dập Vân Điểu, kích thước của chiếc túi bề ngang 24, chiều cao 25 và bề dày là 4, để mình đeo chéo. Sẽ có một ngăn ở đây hết 500 và một ngăn đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp và một khóa kéo miệng ở đây, lót vải sạch đẹp và một khóa kéo miệng sạch đẹp hết. Và một khóa kéo miệng bên trong là lót vải sạch đẹp chất da tổng hợp Dập Vân Điểu. Lên nhịp shop một mã là 7696 ha, 200, 7696200. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay để mình đựng laptop không dây đeo chéo, khi về đã không, chiếc túi đã không có dây rồi. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 39, chiều cao 30 và bề dày là 5, để mình xách tay. Và sẽ có một ngăn ở đây, một ngăn và một khóa kéo miệng ở đây, thì bên trong sẽ có một ngăn và một khóa kéo miệng, hai ngăn nhỏ sạch đẹp, lót bên trong là sạch đẹp hết ha, để mình xách tay rất là ok. Lên dùm shop một mã 8684200, 8684200. Và một chiếc túi xách tay chất vải dù, kích thước của chiếc túi bề ngang là 33, chiều cao 26 và bề dày là 9, để mình xách tay. Ở đây nó sẽ có những cái vết va vấp ngay chỗ này ha. Và một khóa kéo miệng, một ngăn ở đây, thì bên trong lót sạch đẹp, một ngăn sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha, một ngăn sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 8601200, đây nó sẽ có va vấp ngay chỗ này nữa ha, 8601200. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai chất vải dù có thương hiệu, kích thước của chiếc túi bề ngang 32, chiều cao 24 và bề dày 14, để mình xách tay và đeo vai ha. Có một khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là sạch đẹp và một ngăn ở đây
là sạch đẹp. Bên trong dập một cái thương hiệu đây, dập thương hiệu Yokohama và có một khóa kéo miệng sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã 8713 8713. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai da thật toàn bộ. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 29, chiều cao là 24 và bề dày là 11 để mình đeo vai, rất là ok. Da thật ở đây và sẽ có một khóa kéo miệng, bên trong lớp vải sạch đẹp và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết, hai ngăn nhỏ và một khóa kéo miệng. Lớp bên trong là lớp vải sạch đẹp hết, chất da rất là đẹp ở đây, kết hợp giữa da rắn, da đà điểu và da bò. Lên dùm shop một mã 7491200 7491200. Và một chiếc túi xách tay chất vải, kích thước của chiếc túi bề ngang là 35, chiều cao 22 và bề dày là 13 để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, thì bên trong một ngăn và một ngăn ở đây, lót bên trong là sạch đẹp đó, hai ngăn nhỏ đây và một khóa kéo miệng, dập một cái thương hiệu bên trong sạch đẹp hết để mình xách tay và mình đựng đồ rất là nhiều nhé. Lên dùm shop một mã là 7722 7722, 200. Và một túi xách tay thương hiệu Skybay của New York, kích thước của chiếc túi bề ngang 27, chiều cao 17 và bề dày là 11 á, để mình xách tay như thế này. Thương hiệu Skybay của New York rất là xinh xắn. Và sẽ có một nút khít 500, thì bên trong hai ngăn nhỏ đây, lót vải sạch đẹp và một khóa kéo miệng, lót vải sạch đẹp, nhập thương hiệu Skybay của New York ở đây, nút 500 chắc chắn ha, để mình xách tay như thế này. Lên dùm shop một mã 8194 ha, 200 8194 200. Và một chiếc túi ha, xách tay. Và hôm nay thì shop sẽ đồng giá 350 nha, 350 trở về sau 350k. Kích thước của chiếc túi bề ngang 31, chiều cao 26 và bề dày 16 để mình xách tay như thế này, rất là xinh xắn. Dập một cái thương hiệu ở đây và sẽ có một nút khít 500, bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn đây, hai ngăn nhỏ là sạch đẹp, khít 500 và một khóa kéo miệng ở đây, thì bên trong lót vải dập một cái thương hiệu ở đây sạch đẹp hết ha, hai ngăn nhỏ đây, lớp vải sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 8129 ha, 8129 350. Và một chiếc cặp để mình xách tay và đeo chéo, chất da rất là đẹp, dập một cái thương hiệu ở đây, kích thước của chiếc cặp bề ngang là 38, chiều cao 29 và bề dày là 8 để mình xách tay và đeo chéo, rất là ok ha. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, một ngăn lót vải sạch đẹp và một cái ngăn ở đây, thì bên trong sẽ có một ngăn đây, dập một cái thương hiệu và đây đừng cạp cái giấy tờ đi sang, đừng bút đừng viết, sạch đẹp hết ha, xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 7652 7652, 350. Và một chiếc cặp để mình xách tay và đeo chéo, da rất là đẹp luôn. Kích thước của chiếc cặp bề ngang là 38, chiều cao 27
3 bề dày là 7. Để mình xách tay vào lưỡi chéo sẽ có một nút thích 500 ở đây, thì bên trong sẽ có một khóa kéo mẹn, một ngăn ở đây và hai ngăn nhỏ ở đây đựng bút đựng viết, và một khóa kéo mẹn bên trong là sạch đẹp ha. Da rất là đẹp, lên dùm shop một mã là 8225 8225. $350. Và một chiếc cặp thương hiệu Mood. Kích thước của chiếc cặp Bề ngang là 41, chiều cao 28 và bề dày là 10. Để mình xách tay và đeo chéo rất là ok đây. Và sẽ có một khóa kéo miệng. Thì bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ đây và một khóa kéo miệng. Dập một cái thương hiệu Mood bên trong, lót bên trong là lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Mood để mình xách tay rất là ok. Lên dùm shop một mã 7604 7604. Và cái đến đó là một chiếc cặp xách tay và đeo chéo, chất da rất là đẹp. Kích thước của chiếc cặp Bề ngang là 37, chiều cao 28 và bề dày là 8. Để mình xách tay vào đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong sẽ có một ngăn chuyên dụng để đựng laptop và một hai ngăn nhỏ và một khóa kéo miệng. Đây là miếng tách da luôn. Sạch đẹp hết. Da thật toàn bộ hết. Lên dùm shop một mã là 7055 $350. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 41, chiều cao 28 và bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo và sẽ có một khóa kéo mềm ở đây, một ngăn lót vải sạch đẹp và một khóa kéo mềm là sạch đẹp, hai ngăn nhỏ bên trong và một khóa kéo mềm mình có thể đựng dừa giấy A4 được ha. Lên dùm shop một mã 8159 $350 8159 $350. Và một chiếc túi xách tay da rất là đẹp ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 30, chiều cao 27 và bề dày là 11. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một nút kích 500, thì bên trong lót vải sạch đẹp và một khóa kéo mềm. Lót bên trong là sạch đẹp, chất da trăng. Lên dùm shop một mã 6606 $350. Và một chiếc cặp để mình xách tay và đeo chéo, khuôn da toàn bộ. Kích thước của chiếc cặp bề ngang 39, chiều cao 26 và bề dày là 8. Xách tay và đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, một ngăn lót vải sạch đẹp và một ngăn đây, thì bên trong là sạch đẹp, một ngăn, một khóa kéo miệng, hai ngăn nhỏ, dập thương hiệu Rossi Armani. Lên dùm shop một mã là 8246 $350. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Cos, chất là chất vải dù kết hợp với da. Kích thước của chiếc túi bề ngang 23, chiều cao
24 và bề dày là 9. Để mình xách tay như thế này, dập một phân hiệu có chất vải khá là đẹp và một phát cá miệng ở đây. Thì bên trong rất sạch đẹp ở đây. Và một phát cá miệng dập thương hiệu cốt bên trong. Lên dùm shop một mã 8073. 8073. ₹350. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo thương hiệu Mexican. Kích thước của chiếc túi bề ngang 58, chiều cao 30 và bề dày là 5. Xách tay và đeo chéo dập thương hiệu Mexican và một khóa cá miệng đây. Lớp vải sạch đẹp và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Hai ngăn nhỏ và một ngăn và một khóa cá miệng dập thương hiệu Mexican bên trong. Lên dùm shop một mã là 8276 và 150. 8276 và 150. Và kế đến đó là một và chiếc túi đeo vai thương hiệu Robusta Cadimino. Phía trước là dập phân 6, da dập phân 6 ha. Kích thước bề ngang 37, chiều cao 26 và bề dày là 12. Để mình xách tay rất là ok. Và sẽ có một ngăn và một ngăn và một khóa cá miệng dập thương hiệu Robusta Cadimino và một ngăn bự ở giữa. Thì bên trong lớp vải sạch đẹp ha. Lên dùm shop một mã 7144 7144 350. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo full da toàn bộ. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 24, chiều cao 27 và bề dày là 5. Để mình đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một khóa cá miệng một ngăn, lớp vải sạch đẹp và một ngăn ở đây hết 500 và một ngăn hết 500 và một khóa cá miệng ở đây. Thì bên trong lớp vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ ở đây và một khóa cá miệng là sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 6935. 6935. 350. Và một chiếc túi đeo vai. Kích thước của chiếc túi bề ngang 29, chiều cao 27 và bề dày là 9. Rút tay và đeo vai dập vân 6 rất là ok. Và sẽ có một khóa cá miệng ở đây. Thì bên trong lót vải sạch đẹp, dập một thương hiệu bên trong Runomoli Made in Italy. Lên dùm shop một mã là 8204 350. 8204 350. Và một chiếc túi xách tay chất là da đà điểu kết hợp với bơm ngựa. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 29, chiều cao 23 và bề dày 14. Để mình xách tay như thế này, xinh xắn. Và sẽ có một nút kích 500 bên trong, lớp vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây và một cái nút để mình gài lại đường bút đường viết và một khóa cá miệng, lớp vải sạch đẹp hết ha. Kích 500 chắc chắn. Này là bơm ngựa kết hợp với da đà điểu. Lên dùm shop một mã là 8160 ha, 350. 8160 350. Và kế đến đó là một và chiếc túi xách tay và đeo chéo. Kích thước của chiếc túi bề ngang 35, chiều cao 27 và bề dày 12. Xách tay và đeo chéo như thế này và sẽ có một ngăn ở đây và một và khóa cá mèn. Thì bên trong lớp vải sạch đẹp và một ngăn đây
là sẽ tẹp hết, thì bên trong sẽ có một khóa kéo miệng dập thương hiệu bên trong. Ta nhìn shop một mã 7616 350. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Số điện thoại đặt hàng 0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.